Thưa quý vị, hôm nay thì tôi được giao cho hát bài hát chủ đề. Không phải vì tôi hát hay hơn ai, không phải vì tôi duyên dáng hơn ai, không có chuyện đó. Đơn giản là vì tôi thuộc nhiều bài hơn mọi người. Thế thôi. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn từ năm 12 tuổi. Tất nhiên thời đó là nghe lóm cái băng cassette của thân phụ chúng tôi. Khi đó thì ông mua được một cái cuốn cassette, nó không có bìa băng, nó cũng không có cái gì hết. Nó là đồ sang lại từ chợ cũ của Sài Gòn trên đường Tôn Thất Đạm. Một cái đứa bé 12 tuổi thì tất nhiên là không được phép nghe nhạc người lớn. Con nít không bao giờ được nghe nhạc người lớn, điều đấy là đương nhiên. Nhưng mà bố mẹ tôi đâu có ở nhà nguyên ngày. Cho nên là cứ các cụ đi vắng là tôi nghe lóm nhạc người lớn không. Và tôi thuộc hết cả cuốn băng Sơn ca số 7 đó. Mặc dù tôi không biết khi đó là nhạc của ông Trịnh Công Sơn, khi đó là tiếng hát Khánh Ly thâu âm trước năm 75. Tôi không biết. Và tôi nghĩ là mình hát hay lắm. Có thua Khánh Ly, thua có chút xíu à. Thế nhưng nhiều khi đến già rồi, đầu hai thứ tóc như bây giờ rồi, tôi vẫn thấy là hát nhạc Trịnh Công Sơn là một điều gì đó vô cùng khó khăn. Xin được mời quý vị nghe Mưa Hồng. Cho mây hồng, mây quá mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên. Người ngồi đó trong mưa buồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia là như vẫn xanh, ngoài sông vàng nước dâng lên một buồn chung. Này em đã khóc chiều mưa đinh cao, còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu, em đi về cầu mưa ướt áo. Phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm vết chân mòn trên phiêm dù. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hừng hờ. Thank you.
đã lâu em đi về cầu mưa ướt áo, đường phường mây mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh xao nhiều. Ôi tháng năm về chân mòn trên phiêm du. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Người nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn ban nhạc. Thưa quý vị, thực ra đó, cái bài Mưa Hồng này thì ai cũng biết, nhưng mà phải tới khi mà chúng tôi có được cái hân hạnh được tham gia trong một cái chương trình thiện nguyện tại Huế, và chúng tôi được đến tư gia của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì khi đó chúng tôi mới nhìn thấy cái con sông An Cựu nước lên ngay. Mình đứng ngay ở trên cái hành lang đó, vì đó là một cái khu chung cư, thì mình nhìn thấy nước sông An Cựu dâng lên, rồi nhìn thấy một cơn gió thổi ào qua, và hàng ngàn những cái cánh phượng hồng lả tả rơi. Khi đó thì mới thấy rằng là hàng cây lá xanh gần với nhau là như thế nào, và mưa hồng nó ra làm sao. Mặc dù là hát cái bài này cũng không ít lần. Thực ra nếu như để mà nói rằng là có một cái nơi chốn nào mà nghe nhạc Trịnh Công Sơn hợp nhất, tôi nghĩ là quý vị nên đến Huế. Bởi vì hầu hết tất cả những bản tình ca đầu đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đều được viết, dẫu là không có một cái địa danh nào của xứ Huế lọt vô ca từ, nhưng mà nghe là biết Huế liền. Sau đây thì xin mời quý vị nghe một bài hát có lẽ cũng ít người hát lắm. Đây là một bài hát mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết sau năm 1975. Đối với ông, tình yêu rồi cũng sẽ ra đi, người tình rồi sẽ không còn lại chỗ cũ, chỉ còn lại bạn bè. Bạn bè đã cho ông những trái tim bao la để sống, và hóa ra là để yêu giữa cuộc đời này. Xin mời quý vị nghe Hôm Nay Tôi Nghe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tìm bạn bè bao la, cho nên tôi yêu
trái tim không nặng nề, nhưng con tim bạn bè bao la. Trương Kiều Nghị, anh hát về phố Hà Nội thì để tôi hát về những con đường Sài Gòn vậy. Vào thập niên 60, nhạc sĩ Trường Sa khi đó vẫn còn là một sĩ quan của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và cái bút hiệu Trường Sa đó là cái bút là chính là tên con tàu mà ông phục vụ. Thì mỗi khi con tàu Trường Sa trở về ghé bến Sài Gòn thì cái người sĩ quan đó lại thả bộ trên con đường tự do. Ở trên đó có phòng trà tự do ở số nhà 12 và 14 đường tự do, và cái phòng trà đó bây giờ vẫn còn đó. Thì khi đó phòng trà không có cửa kiếng và không có máy lạnh, chỉ có rèm thôi. Và một tiếng hát được mệnh danh là tiếng hát vàng 10 của những phòng trà Sài Gòn khi đó là nữ ca sĩ Lệ Thu. Mỗi khi cô hát là Trường Sa sẽ cố gắng tìm cách đứng ở dưới lầu để mà khi những cái rèm nó bay theo gió và tiếng hát vang lên thì nhạc sĩ Trường Sa viết rằng tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng. Trên hàng mi chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hờn dỗi mình. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình, nỗi đau mù lấm trên tuổi xanh. Phố
vẫn hoang buồn từ lúc em đi. Rồi trong mưa gió biết ai vô về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, mặc những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành bay bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hờn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn đuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình mãi kêu thầm tên nhau. Thưa quý vị, trước khi hát cái bài hát kế tiếp của nhạc sĩ Y Vân, tôi xin warning trước với tất cả các cô ở đây là không bao giờ được tin lời đàn ông. Không có gì phù phiếm hơn những lời yêu của đàn ông. Là bởi vì sao? Vừa tình trong cơn ngủ mê khóc lóc than vãn rằng là để lỡ ngày sau khi ta cần nhau thế này thế kia, ngay lập tức quay ngoắt lại hát thôi em đừng đến nữa làm gì. Và thưa quý vị, nếu như Y Vân là cái dòng nhạc khiêu vũ thì người ta vẫn có thể nhảy với nhạc Y Vân và nghe nhạc Y Vân như một bản tình ca lãng mạn.
dẫu rằng người ta có yêu Diễm bao nhiêu thì người ta cũng không thể khiêu vũ được với Diễm xưa. Có kính mẹ Việt Nam chừng nào thì cũng không thể khiêu vũ với mẹ Việt Nam. Nhưng với tình cảm Y Vân thì người ta có thể.
Thưa quý vị, ở đời á, có những mối quan hệ mà người ta không thể định danh. Nếu như nó là định danh rõ ràng thì chắc là không còn cái gì để mà nói với nhau nữa, không còn cái khoảng vương vấn cho người nghệ sĩ nữa. Và trong âm nhạc Việt Nam thì cũng có một người nhạc sĩ khởi đi từ tình khúc thứ nhất. Ông không bao giờ đặt tên riêng cho từng bản tình ca, ông chỉ đánh số thôi. Và bản tình ca này tôi không biết là ông viết trong hoàn cảnh nào, ở đâu, cho ai. Cái điều đó đôi khi mình không cần phải giải ảo những ca khúc ấy. Nhưng với tôi, mỗi khi cất lên lời ca và giai điệu của ca khúc này, tôi đều cảm thấy nó là cái sự mệt mỏi đến mức chỉ độ. Cái sự tuyệt vọng đẹp vô cùng trong một mùa hè quá nóng nực, khi giây phút hoàng hôn đang chờ tới. Xin mời quý vị nghe Không Tên số 8 của nhạc sĩ Vũ Thành An. Tiếc nhau một đêm rồi
mòn mỏi không. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ. Bằng hôm nay về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ. Bằng hôm